Chân ra em chị sẽ thấy cổ chân mình được giãn ra luôn nha. Tiếp tục
bây giờ mình gặp người mình trước. Cố gắng người mình gặp càng sát càng tốt. Rồi bây giờ chân trái mình bắt kéo qua bên phải, mình ôm đầu gối. Lúc này mình giữ chân trước thẳng và lưng thẳng, cảm thấy thắt lưng mình được giãn. Buổi tập của mình nha, và nhớ hãy chia sẻ và follow em nha.